Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình xây cất nhà yêu thương của điểm Hội Chữ Thập Đỏ Yêu Thương Cho Không. Chương trình được thực hiện bởi cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, phó kết hợp cùng với Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Kim. Điểm Hội Chữ Thập Đỏ hôm nay tổ chức buổi lễ khánh thành căn nhà mới cho gia đình của ông Nguyễn Hữu Kiệt, ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đây là căn nhà đầu tiên của năm 2019 là điểm Hội Chữ Thập Đỏ thực hiện. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ chúng ta cùng đọc kinh cho nghe. Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tụ họp trong ngôi nhà này, trước hết là chúng con có đủ mọi thành phần dân Chúa ở trên trần gian này. Có người Công giáo, có người Phật giáo, có người không cùng tôn giáo chúng con. Nhưng mà chúng con tụ họp trong ngôi nhà này, điều đầu tiên chúng con tin tưởng đó là có một cha chung là Đức Chúa Trời, là cha chung của nhân loại. Có một vị thầy chí thánh là Đức Giêsu Kitô. Chúng con tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của Đức Chúa Trời, đã ban ơn cho chúng con để chúng con có sức khỏe, có kinh phí để chúng con hỗ trợ cho người anh em chúng con là ông Phaolô Nguyễn Hữu Kiệt được một ngôi nhà che nắng che mưa tạm thời trong quá trình khó khăn vất vả. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục phù hộ cho anh em chúng con đang có mặt ở đây, cũng như xin Chúa tiếp tục phù hộ cho gia đình của ông Phaolô Nguyễn Hữu Kiệt được hồng ân của Chúa ban tặng đến căn nhà này và gìn giữ những người trong ngôi nhà này và ban phúc lành cho những người trong ngôi nhà này. Đó là tâm nguyện của chúng con. Cầu nguyện lên Chúa, xin Chúa đón nhận lời chúng con khẩn nguyện. Cha chúng con ở trên trời, chúng con cũng cha cả thánh cha trị đến vì cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ được ban dẫu những của chúng con cho mọi sự việc lớn. Đâu có tình yêu thương ở đây có đường Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đây có đâu có tình bạc ai thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đây chưa trang niềm vui. Xin tha thiết thương để muôn tình lần ngày. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đây có ơn sùng người. Đâu có tình bạc ai thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đây chưa chen. Kính mừng Maria, phước đức Chúa Trời cùng bà, và con được tha ơn mọi người nhờ Chúa Giêsu con lòng bà và phước bà. Thánh Maria, đức mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội vì này và cũng nhờ ơn từ Ngài. Sáng lên đi, cha và linh hồn của con và Chúa thánh thần, cha có chúc dục cùng cha bây giờ và có giờ đời đời chúng con. Amen. Con kể gì danh Chúa nhân từ cho kẻ nào linh hồn được lên Chúa. Xin Chúa hãy thánh hóa và chúc phúc lành cho ngôi nhà này và ban phước lành cho những người ở trong ngôi nhà này để họ ngự trị trong ngôi nhà này, thờ phượng Chúa ở dưới trần gian này và phụng sự Chúa trong ngôi nhà này và phụng sự anh em ở xung quanh trần sớm láng giềng. Xin Chúa hãy phù hộ cho những người trong ngôi nhà này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Chúa. Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
nay tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Trần Văn Tám, trưởng ban của điểm Hội Chữ Thập Đỏ ấp Dòng Lớn. Ông trưởng ban công tác mặt trận ấp Dòng Lớn, ông chủ thầu xây dựng, ông đại diện điểm Hội Chữ Thập Đỏ, ban quản nhiệm điểm Hội Chữ Thập Đỏ, ông trưởng ban nghi thức bàn giao căn nhà, cùng thành viên trong ban quản nhiệm điểm Hội Chữ Thập Đỏ, đại diện mình. Bây giờ chúng ta đi vào buổi làm việc. Kính thưa ông trưởng ban của điểm Hội Chữ Thập Đỏ, xin mời ông phát biểu ý kiến khai mạc buổi lễ. Kính thưa anh Giáp Phê-rô Nguyễn Trường, thưa chính quyền các cấp, thưa tất cả bà con là trong cái đoàn hội đi khảo sát đi bàn lễ bàn giao căn nhà này, thì thật sự mà nói thì sau khi là được nhà của anh Kiệt được để cái đơn lên để xin một căn nhà tình yêu thương cho không, thì bên cạnh đó thì đại diện cái điểm Hội Chữ Thập Đỏ thì sẽ thấy rất là kiệt này thì nó gia đình nghèo, nhà thì nó cũng là siêu nhột nát, và chính vì thế là đại diện ban đỏ là chấp thuận cho là anh Kiệt một căn nhà, là khởi xướng từ lúc mà năm 2019 là lần đầu tiên xuống nhà số 1, lần đầu tiên hôm nay thì ngày nay được rất là chu đáo giao, nói là quyết tâm là to lớn là tâm làm là nhiệt tình, nó bỏ sức công sức để làm là cho nó hoàn hảo đến ngày hôm nay. Vì thế ngày hôm nay được cái lễ bàn giao thì tất cả rất là chấp rung nước tường, nhờ cái chính quyền các cộng sự trong cái lễ bàn giao hôm nay thì đều có mặt hôm nay rất là vui mừng phấn khởi. Đầu tiên là đại diện tâm thì tỏ thì trước là trước chân thành cảm ơn chấp rung nước tường trong cái hiện tượng tỏ chúng ta chính quyền các cái điểm Hội Chữ Thập Đỏ để tiếp tục làm những công việc bác ái để cho là những gia đình còn kế tiếp nghèo khó trong hoàn cảnh là khó khăn, nói chung là nhà cửa hoặc là vật chất gì nói chung thì cũng sự hỗ trợ giúp đỡ của các mạnh thường quân ở nước ngoài. Thì cái cuối cùng hiện nay là nhà anh Kiệt không gì hơn thì tất cả là cho không thì đã có là nay giao cho anh được căn nhà, thì không gì thì cũng như là đại diện Hội Chữ Thập Đỏ cũng đôi lời nhắc nhở anh trước thì chúng ta hãy là an lòng được là bảo vệ gìn giữ cái ngôi nhà này là xứng đáng để khỏi cũ lòng, và trước là cho phải rô sau tất cả các mạnh thường quân và cái đoàn quân sự để là có tấm lòng hỗ trợ cho anh, thì sau anh cũng ráng là để chúng ta làm gì cho bác ái nhân nghĩa, dạy con cái chúng ta thực hiện tốt là cái tình yêu thương cho không. Tuy nhiên chúng ta không có vật chất, nhưng ta về tinh thần nó cũng cao quý bằng vật chất vậy thôi, để hỗ trợ giúp đỡ là nói mà cái nữa thì nên là mình thực hiện tốt đi nếu sống trong gia đình nhân hóa của ấp địa phương chúng ta. Thì sau cùng trước thì chúc sức khỏe cho Hero, chào các cái cộng sự cùng chính quyền và các nhà tài trợ trong và ngoài nước nhiều sức khỏe để cùng nhau để tiến tới việc là làm cái bác ái tình yêu thương giao thông. Xin được mời ông chủ thầu xây dựng báo cáo về tình hình căn nhà vừa mới được hoàn tất ạ. Kính thưa cha Hero, kính thưa ông chủ tập thể kiến tập rõ của đề thành viên tập rõ trình đó. Thank you.
ban khảo sát sẽ đi nghiệm thu căn nhà. Dạ, xin mời ông cố và cùng chính quyền mọi người đi khảo sát. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Đi xin tiền đưa về điểm rồi anh em ở điểm tự hát đi chú Lâm thấy vậy đúng như không này, cho nên cha không có một vai trò gì trong này để là lớn lao là trách nhiệm à. Nói chung thì mỗi người một công việc, nhưng mà nếu thiếu cái công việc của cha cũng hơi buồn ha nè. Cho nên vai trò của cha là cha tìm cách cho xin tiền cho đưa về điểm. Thì căn nhà này là cha xin của một chị Phật tử ở Cần Thơ, cũng hay lắm mà mình công giáo mình xin Phật tử là cũng hay lắm. Nhưng mà chị Phật tử này xin giấu tên, chị Phật tử này ủng hộ căn nhà này và chị xin giấu tên là không có
cho biết tên, chị nói là Phật tử thôi, thì thôi mình cũng tôn trọng chị, mình sẽ không nói tên chị ra. Trước tiên là cha cảm ơn chị đã hưởng ứng lời kêu gọi của cha để mà giúp cho bà con chồm sớm láng giềng của ấp Bình Lớn được một căn nhà với tinh thần yêu thương không. Cầu xin Đức Phật tiếp tục gia hộ cho chị và cho gia đình chị. Cầu xin Đức Phật luôn luôn hộ trì cho chị mạnh mẽ. Cha là linh mục con giáo thì cầu xin Đức Chúa chúc phúc cho gia đình chị. Đây là cái tâm tình mà cha gửi đến chị. Hy vọng rằng nếu chị bắt kịp cái clip này thì chị sẽ nghe được cái lời tâm tình của những anh em và các cha trong này. Cầu mong rằng chị sẽ mạnh mẽ để chị có nhiều cái thông tin cho những người khác nữa với những ngôi nhà đơn sơ, những ngôi nhà yêu thương như thế này. Kính thưa anh em, trong ban điểm của chị Phật Đỏ cũng như là chú Năm của chính quyền địa phương ở đây thì nhiệm vụ của chúng ta từ ngày mà chúng ta đã có kết hợp với chị Phật Đỏ phương châm lá lành lá rách, một miếng khi đói một miếng ngon, thì khi chúng ta kết hợp thì điều đó là chúng ta phải làm cái điều đó. Ví dụ như chúng ta có một vắt xôi, chúng ta cho xôi, chúng ta có một bình nước, chúng ta cho bình nước, chúng ta có một căn nhà, chúng ta cho một căn nhà. Thì rõ ràng là từ năm 2017 tới nay chúng ta đã thực hiện được cái phối kết hợp đó. Thật sự cha rất là mừng. Mà cái mừng hơn nữa đó là những gương mặt này đã theo cái chương trình này tới ngày hôm nay. Mà cha hy vọng là những gương mặt này sẽ có nữa không? Sẽ theo nữa không? Hả? Theo nữa chứ? Theo nữa. Phải không? Vì đây là phương châm lá lành đừng lá rách. Một con ngựa đau là cả bầy nè không được ăn mà. Cả bầy nè không được ăn. Nghĩ ra là hôm nay cha nói là để cha quan nguyên anh em. Căn nhà đầu tiên của năm 2019 là quan nguyên tinh thần của anh em đã theo cha 2 năm nay. Bây giờ tiếp tục theo nữa nhưng mà sức khỏe cha cũng yếu rồi, cho nên cha mong là nếu mà cha đã đặt xuống thì cha tiếp tục trên cái tinh thần này là đứng lên để cứu đời, để mà giúp cho đời với tôn chỉ là lá lành đùm lá rách, với cái nguyện vọng là yêu thương và bác thân, thì đó là cái ước mong của cha là như vậy. Thì cha cũng mong rằng các mạnh thường quân khác trong năm 2019 này sẽ bắt gặp được clip này, sẽ nghe thấy được clip này để mà hỗ trợ tiếp tục căn nhà nữa hoặc là nhiều căn nhà nữa. Đây, trong năm 2019 này chúng ta đã thi công gần 15 căn nhà, trên nguyên tắc là gần 15 căn nhà. Thì đương nhiên là chúng ta cũng có nhiều đồng ruộng để chúng ta tiếp tục cho nó ra đời. Vì bản thân của cái người chủ được nhận căn nhà này, họ đâu có kinh phí, họ chỉ là cái người ta không chuyên rồi mình đến mình giúp cho họ có căn nhà như vậy. Thì rõ ràng là điều đầu tiên là mình cũng cảm ơn cái ông chủ nhà, vì nói theo đạo Công giáo thì người nghèo đó là hình ảnh của Chúa, nói theo đạo Phật thì người nghèo đó là hình ảnh của Đức Phật đi khắc thực thôi. Cho nên mình cho, mình giúp cho người nghèo là mình giúp cho cái đường hướng của Chúa, đường hướng của Phật, nên mình phải vui mừng hân hoan. Và nói như thế thì để cha tiếp tục, nếu những anh em mạnh thường quân ở trên quốc tế hay là ở trong nước mà nghe được điều cha nói hôm nay, thì cha mong rằng các mạnh thường quân chung tay với cha cũng như là chung tay với các anh em đang có mặt ở đây để giúp cho đồng bào có những cái mái ấm gia đình, có những căn nhà tốt lành như vậy để họ che nắng che mưa, để họ ổn định cuộc sống, để họ sống hết những quãng đời của họ. Đó là cái lòng mong muốn của cha. Cuối cùng thì cha cầu xin Chúa chúc phúc cho các mạnh thường quân trong Việt Nam và trong quốc tế, và cầu xin Chúa chúc phúc cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Cuối cùng cha chúc phúc cho gia đình này. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha và con và Thánh Thần. Sau đây tiếp tục chúng ta đến với phần nghi thức bàn giao căn nhà. Xin mời các bạn công tác hỗ trợ các chồng lớn sẽ đọc quyết định và bàn giao căn nhà cho chủ nhà. Chư thân giao thông số 94 các chồng lớn đã dân viên Nguyễn Cầu Nam tỉnh Trà Vinh, Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam, tập hợp tự do hạnh phúc dòng lớn ngày 24 tháng 3 năm 2013.
về việc phê chuẩn xây cất nhà tình thương của Hội Chữ Thập Đỏ ấp Trường Lớn, xã Nhân Viên, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương cho thăm ấp Trường Lớn. Căn cứ chương trình phối kết hợp ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Kim về chương trình phối hợp lá lành đùm lá rách, căn cứ chương trình phối kết hợp và sự chỉ đạo của Hội Chữ Thập Đỏ cấp trên 25 tháng 7 năm 2017 Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Kim về chương trình phối kết hợp một miếng khi đói bằng một gối khi no, căn cứ Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Kim phối kết hợp với ông Nguyễn Văn Tường là hội viên Chữ Thập Đỏ ấp Dòng Lớn. Đây là hội viên tiêu biểu trong xã Vinh Kim, cũng là mạnh thường quân của điểm Chữ Thập Đỏ ấp Dòng Lớn. Căn cứ Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Kim triển khai chương trình phối kết hợp với ông Nguyễn Văn Tường để giúp cho nhân dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Xét đơn đề nghị xin các nhà tình thương ngày 1 tháng 1 năm 2018 của gia đình ông Phêrô Nguyễn Hữu Kiệt, ban tổ chức của điểm Chữ Thập Đỏ yêu thương cho không quyết định điều 1 phê chuẩn xây căn nhà cho ông Phêrô Nguyễn Hữu Kiệt, tọa lạc ấp Dùng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, có đơn xây nhà kèm theo. Điều 2 chỉ định hội viên Chữ Thập Đỏ Nguyễn Thành Phúc làm trưởng ban công tác xây dựng nhà và các hội viên Hội Chữ Thập Đỏ. Điều 3 chỉ định hội viên Chữ Thập Đỏ An Tôn Lâm Vĩnh Phúc làm trưởng ban nghi thức buổi lễ bàn giao căn nhà cho gia đình Phêrô Nguyễn Hữu Kiệt. Điều 4 ông Dương Minh Thuận, trưởng ban công tác mặt trận ấp Dùng Lớn, đại diện chính quyền địa phương. Ông Trần Văn Tám, đại diện điểm Chữ Thập Đỏ. Ông Benedito Nguyễn Thành Phúc, trưởng ban công tác xây dựng, ký bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình ông Phêrô Nguyễn Hữu Kiệt. Điều 5 quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký gia đình ông Phêrô Nguyễn Hữu Kiệt đón nhận và thi hành quyết định này. Nay nhận như điều 5 lưu giữ nhân phần. Hai mặt là Chữ Thập Đỏ đứng ban chỉ đạo cảnh sát mời ông Nguyễn Hữu Kiệt đứng lên nhận. Thôi giờ là trước giờ là nhận cái quyết định này hoặc là cái tặng cái căn nhà tình thương này, riêng là bữa nay tôi thấy rất như là cảm động, thay mặt cho chính quyền địa phương cũng như Linh Mục Tường đã nói, tức là hội họp năm 2017 xây nhiều căn nhà lắm rồi, chẳng phải là căn đầu tiên, tức là căn đầu tiên số 1 này là năm 2019 thôi. Mà bữa nay tôi là cũng danh dự được là nhận một cái nghi thức, rất là thấy coi như là thấy rõ ràng thấy không phải đơn sơ, ý nghĩa có ý nghĩa chưa rất đàng hoàng. Coi như cái có khi mà tôi có từng nhận đi tham dự nhận cái nhà tình nghĩa nó hơn nhà tình thương, tình nghĩa của là coi như các nhà thương binh liệt sĩ mà là có những cái gì nghi thức có những cái là có khi muốn không bằng cái này, mặc dù là chuyện cái nghi thức nó cũng quan trọng vấn đề đó. Có mấy vấn đề là để tôi nói ra. Thì trước nhất tôi cũng cảm ơn hai mặt địa phương, cảm ơn và Phêrô là Linh Mục Phêrô Nguyễn Thường vì cái này một cái tiêu chí, 19 tiêu chí của xây dựng nông thôn mới, tức là cái này một tiêu chí là cái nhà, nếu mà mất một tiêu chí này là không được, là cái xã vẫn quá cái xã nông thôn mới và ấp nông thôn mới, cái này nó cũng quan trọng. Mà giờ là Linh Mục là Nguyễn Văn Tường kết hợp với Chữ Thập Đỏ thành một lớn, mà chủ yếu là coi như cái là phát huy là coi như là Linh Mục Nguyễn Văn Tường, không có Nguyễn Văn Tường nào bị là coi như là cái này tiền này là nhiều người này nước ngoài người trong nước để hỗ trợ. Một lần nữa tôi cũng là thay mặt địa phương cũng cảm ơn cái chị gì đó cũng như là tử đó là cũng như là không có nêu tên, không có ai chuyện.
chồng mạnh thường quân và các địa phương trong và ngoài nước. Sau rồi bây giờ tôi cũng chẳng gọi đòi lý của Kiệt, ráng cố gắng. Bây giờ cả cuộc đời của Kiệt tôi giờ xây dựng gia đình, các cái nhà cũng chưa đổi, căn căn cũng có nhà nói là tạm bỡ rồi, bữa nay coi như là được nhà căn căn vô thấy mát mẻ mãi nữa một vòng rồi, thấy mặc dầu là cái chuyện này không bằng người ta, đi mình nhà thường thường ngó xuống đi chứ ngó trên đúng rồi không không hả, mà ngó lại cái nhà mình thì mình hơn rồi đúng rồi nó hơn rồi, ngó ngó lại cái nhà này thôi, đừng ở đừng ngã ngó nhà chú xấu quá là thấy lầu rồi này nọ đừng ngó thế vậy thôi, mà rõ ràng cái danh dự của mình mà trong đó lại cũng dặn dò đó chị, tức là cái danh dự làm sao phải nhớ ơn người ta ha, để ơn những người cải trợ rồi ơn những người là cái này cộng sự là giúp đỡ nên tàu nó có nhà nở đáng có nát mà giúp rồi thôi nói vậy này. Cậu Năm nói cũng như vậy, Kiệt thì nó kêu một cậu ráng cố gắng là xây dựng làm ăn và cuộc đời Kiệt cũng còn dài mà nói vậy chứ còn dài ráng lớn thôi. Bây giờ chú cậu Năm cũng mắc tay con cái ráng gì gìn giữ ngôi nhà này ha, xuân rồi bắt đầu nhớ những cái người ta kết hợp là người ta xây dựng cho nhà cho con ráng thế này xây bản cho bản này đó luôn. Chú Năm rồi sau cùng cũng chúc sau khi đó với Nguyễn Tường chúc cậu bộ được có những sự năm 2019 được khỏe tiếp tục nghe không, tiếp tục để làm hoàn thành tốt hơn để xây nhiều căn nhà nữa. Còn mà đề nghị chú Năm ấn định cái bản này dán ở đâu cho anh chị luôn, chú Năm ấn định cho anh lát 28 để kết thúc, chú Năm ấn định cho anh vì chú Năm là địa phương ở đây đi ra thì chú Năm ấn định dán rồi, chú Năm tự ấn định luôn, tự quyết, chú Năm tự quyết chú đặt cho nó. Thế là mình có cái để chú Năm định dán đó nha. Rồi chú Năm quyết định dán đây ha. Rồi chú Năm quyết định dán ở đây nha. Rồi dễ được ha chú Năm ha. Xin mời bác trưởng ban đại diện điện phòng chuyên lập đó. Kính thưa tất cả, là trước là cha Pedro tất cả là quý vị có dự cái lễ bàn giao nhà hôm nay, thì trong cái quá trình thời gian chúng ta trao đổi nhau là trong nghi thức thì nó cũng khá dài, thì bây giờ là đám đại diện đi chụp đỏ thì kết thúc cái điểm này. Trước hết thì xin chân thành cảm ơn sức khỏe cha Pedro, sức khỏe tất cả cộng sự của điểm mặt chụp đỏ và chính quyền cùng gia đình, chúc mừng sức khỏe.